Xin kính chào tất cả quý khán giả. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789. Em Khả Năng Ô Tô xin gửi lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý khán giả đã luôn luôn quan tâm theo dõi ủng hộ Khả Năng Ô Tô trong thời gian vừa qua. Hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ những video Khả Năng Ô Tô lên sóng báo giá về những mẫu xe được không ạ? Em Khả Năng trân trọng biết ơn và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hiện tại thì nhà em đang có khoảng tầm 200-300 mẫu xe cho bà con lựa chọn, giá loanh quanh từ 50 triệu đến 500 triệu đồng. Các bác tha hồ lựa chọn với các phân khúc khác nhau. Nhưng mà toàn xe cỏ thôi, không có mẹ GLC hay là G63 hay là mấy con xe dạng Lexus, Audi này em không buôn. Nhưng mà em buôn toàn xe cỏ thôi. Chính vì thế mà Khả Năng Ô Tô luôn luôn có nhiều xe nhất miền Nam Việt Nam này. Em khẳng định với các bác em nhiều xe nhất Việt Nam. Vì em quy tụ được khoảng tầm 5-6 anh em vào làm chung nên là nhiều xe lắm anh em ạ. Nên là tiền nó nhiều, nên là mua toàn cái loại 50, 100, 200 ấy. Nên là nó nhiều quá nên là tinh tướng nói cho các bác thông cảm. Nhưng mà em lúc nào cũng có 200-300 xe cho bà con lựa chọn, kể cả các mẫu bán tải nha các bác nhé. Giá loanh quanh từ 50 triệu đến 500 triệu đồng. Thì hôm nay em Khả Năng sẽ lên sóng báo giá cho bà con. Có bác anh chị mà cứ cửa tiền dưới 200 mà xe Nhật, sedan, phân khúc hạng B cạnh tranh cùng với Vios và Hyundai Accent thì con gì đẹp. Thì em nghĩ là một mẫu xe mà bản đủ có cả túi khí, có cả phanh ABS mà so sánh với dòng Vios, dòng Accent được thì chỉ có con Sunny này thôi. Mà giá này còn rẻ hơn cả gần 100 triệu đồng anh em nhé. Nếu Nissan Sunny đời 2013 thì em đang chào bán đây với mức giá 198 triệu đồng niêm yết tại cửa hàng, còn bớt còn giảm. Anh em có thể mua được Vios 2013 không ạ? Không bao giờ mua được các bác nhé. Vios 2013 anh em phải mua với mức giá từ 250 đến 270 tùy theo phân khúc, tùy theo chiếc các bác nhé. Đấy số sàn đấy, em đang nói số sàn nhé. Còn nếu mà anh em mà mua xe gia đình thì nó thật ra bà con các anh chị là còn những người bán tầm 280 đến 300 triệu một con xe Vios đời 2013. Đấy, cái đây thì mẫu xe qua dịch vụ rồi nhưng mà nó rẻ chỉ bằng Vios 2009 thôi, 2008 thôi bản E. Tất nhiên là nó không nổi và không đâm đụng ngập nước, qua dịch vụ rồi nhưng mà còn rất là đẹp. Đời 2013, động cơ 1.5 có trang bị túi khí phanh ABS các bác nhé. Chiếc xe Nissan Sunny thương hiệu của Nhật, sản xuất tại Việt Nam đời 2013 này, Khả Năng Ô Tô mang nước sơn màu trắng. Mới về biển Bình Định các bác nhé. Biển Bình Định tên công ty. Em đã gửi hồ sơ và rút hồ sơ cho bà con có ba anh chị rồi. Anh em nào về ra tên thì em chỉ bấm biển trong vòng 1-2 ngày anh em có đăng ký thôi các bác nhé. Trước Tết rồi, các bác nào mà muốn mua xe hãy liên hệ trực tiếp em đăng qua số điện thoại 0326062789. Để về giá bán chung thì nếu chiếc này mà không nổi máy zin như này, mà không đâm đụng va chạm mà màu trắng đẹp như này thì mà có na răng đúc thì nhà em phải bán mức giá là 208 triệu đồng. Nhưng chiếc này thì em chưa lên na răng đúc các bác nhé. Anh em nào mà muốn lên na răng đúc thì anh em thêm cho em 4 triệu thôi. Mà em sẽ lên cho các bác bộ na răng đúc đẹp như cái con xe màu đen nhà em. Em có hai mẫu, một mẫu màu đen, một mẫu màu trắng cho bà con lựa chọn nhé. Còn số sàn, số tự động còn em còn hai mẫu màu lâu, một mẫu màu trắng, số tự động cho bà con lựa chọn. Đấy. Rất nhiều sự lựa chọn cho bà con. Còn ngoài ra cái cửa tiền này anh em có thể mua Vios E đời 2008, Vios Nimo đời 2011, 2012 hay là anh em có thể mua Kia Rio nhập Hàn rồi. Một số mẫu xe Kia Morning, Hyundai i10 đời 2014, 15, 16 tùy theo xe. Đấy, nên là sự lựa chọn nó nhiều nên là em vẫn mong muốn các quý khán giả đến với Khả Năng Ô Tô. Trước khi đi anh em nhớ alo trực tiếp cho em đăng qua số điện thoại 0326062789 nhé. Cái dòng Nissan Sunny này nó rất là lợi thế là nó là một xe Nhật Bản. Xe Nhật thì nó có độ bền về máy móc và cái khung chắc về khung gầm cùng với cái đồ đạc phụ tùng nó thay thế sửa chữa nó dễ và nó nhiều đồ. Chính vì nó nhiều đồ nên nó thông dụng các bác nhé. Dòng này cũng hiện tại nó đang rất là thông dụng cho quý cô bác và con anh chị với cửa tiền nó rẻ hơn Vios và Accent. Đấy, nó mà rộng rãi nhá các bác nhé. Trông này thôi nó rộng lắm, nó rộng hơn cả con Vios rất là nhiều luôn. Rộng ơi là rộng. Mà anh em mua Lasetti cái đời 2010 đi không bao giờ chứ chắc ngon bằng con này anh em ạ. Đấy, con này ngon hơn nhiều nhá, mà cái cửa tiền hơn 200, dưới 200 chứ, đâu đến hơn 200 đâu. Có 198 triệu em để cho bà con 190 nhá bà con nhé. Còn nếu anh em nắp la răng em thêm cho em 4 triệu nắp la răng cho, đẹp luôn. Về sơn si bên ngoài các bác không cần làm gì cả, mang nước sơn màu trắng ngọc trinh rất là đẹp này. Sơn si không cần một làm 1.000 nào cả, vừa đánh bóng xong led căng từ trong ra ngoài các bác nhé. Chiếc này anh em về chỉ việc ra tên bấm biển thôi, đời 2013. Nếu anh em để nguyên giá 198 triệu đồng, Khả Năng Ô Tô sẽ bao bấm biển cho bà con. Đấy, bao bấm biển thì hết đâu đó là hồ sơ mất 3 triệu 6 rồi. Còn biển thì mất khoảng tầm 5 triệu đến 6 triệu là cùng các bạn. Thì mất khoảng gần một chục. Thì em sẽ bao luôn cho bà con có ba anh chị luôn các bác nhé. Anh bác đừng lo. Em một mẫu xe mà thông dụng, mà xe của Nhật Bản, qua dịch vụ rồi nhưng còn rất là chất và đẹp nhé. Anh em muốn làm nắp màn hình không ạ? Nắp màn hình thì em sẽ lấy anh em thêm 2 triệu rưỡi nữa đến 3 triệu nữa là anh em nắp màn hình Android luôn. Còn về phần nội thất của chiếc xe các bác có thể nhìn thấy phần nội thất của chiếc xe là còn nguyên hết anh em nhé. Không hề có sơn lại, không tỉa lại gì cả. Ghế bọc da thì bọc da mới rồi. Chân nỉ nguyên bản các bác ơi. Chân nỉ nguyên bản lọc ni lông. Đó, xe đã qua dịch vụ nhé các bác nhé. Em nói nhắc lại mấy bà con các bác anh chị là đã qua dịch vụ nhé.
không nói dối khách hàng, đấy là tiêu chí của em rồi. Em đang luôn luôn nói thẳng với bà con các anh chị là đã qua dịch vụ nhé. Nhưng keo chỉ nó zin này, nó không đâm đụng gì cả. À, cái này thì có hơi bẩn một chút, anh em sẽ đánh bóng đi, vệ sinh đi. Đấy, vệ sinh đi, đánh bóng đi cho một chút cho nó nhìn nó cứng hơn. Đấy, cái chỗ này thì nói thật bà con các anh chị là anh em nó làm vỡ mất miếng này rất là buồn này. Anh em sẽ hàn lại rồi sơn lại cho bà con, nhìn cho nó cứng hơn. Đấy, còn cái vô lăng củ số đây, xe đã qua dịch vụ rồi thì cái vô lăng nó cũng hơi cũ cũ một chút, nhưng còn rất là đẹp và không bị lổ túi khí bên trong nhé. Túi khí bên trong này đấy, cùng với củ số đây còn rất là ok. Đấy, nắp thêm đồ vào thì anh em sẽ thêm tiền thôi, nhưng mà giá thì còn bớt cho bà con về nắp đồ mà không ai bán cả đâu các nhá. Đây à, keo chỉ cánh này nguyên zin nhé các bác nhé, keo chỉ cánh này nguyên zin này, nốp còn khá là đẹp, tầm bệ chắc chắn. Đi con này máy sướng lắm, máy 1.5 mà đi sướng lắm, cốp rộng, nội thất rộng, ngồi đằng sau thoải mái. Gia đình chúng ta mà có cửa tiền 200 triệu, em nói thực với các bác này, đời 2013 anh em mua ngay con này, vì nó rộng rãi, vì chấp nhận một điều là nó qua dịch vụ thì nó mới rẻ. Còn nếu không qua dịch vụ thì anh em phải mua tầm cửa tiền 260 là chuyện bình thường. Đây keo chỉ cốp nguyên zin này anh em nhìn thấy không, không mất phần nào luôn, sạch sẽ. Chỗ này có một tí sao ấy, chỗ này hơn mất một tí chạy lại này. Đây đây đấy, còn rất là cứng các bác nhìn này. Đấy, rất là cứng đẹp nhé, sạch sẽ từ trong ra ngoài. Anh em vừa rửa nước này. Bên trong này thì em sẽ xịt lại tí sơn nòng trống này, nòng trong này, xịt lại tí sơn ở đây. Đấy, cái này không phải là nó bị mọt đâu nhé các bác nhé, nó bị han thôi, nó để nó ố này, màu trắng nó ố, nó bẩn đấy. Anh em lau qua phát là nó sạch sẽ thôi, không có gì khó khăn cả. À, rất là đẹp, cứng cáp, nói chung là với cửa tiền thôi. Mấy còn nếu mà xe đẹp thì anh em cứ phải mua cao lên một chút thì nó mới đẹp được. Anh em mua khoảng 300-400 thì xe nó khác hoàn toàn ngay. Nhưng con này là nó hơn 200 nhưng mà nó đẹp hơn rất là nhiều con rồi. Nó không zin, căn bản nó không đâm đụng gì nặng. Nó chỉ xước sát va quẹt nhẹ thôi. Chảy tí sơn ra thì mình sơn lại thôi chứ còn cũng chẳng phải làm gì anh em ạ. Sơn màu trắng thì nó nhìn nó sau 5 tháng sử dụng thì 5 6 năm thì nó sẽ bị ố, thì mình sơn lại là chuyện bình thường. Các bác cũng phải hoàn toàn thông cảm vì việc cái việc sơn lại, nước sơn nó không quan trọng. Quan trọng là cái chất xe, máy gầm nó phải ngon. Đi nó sướng và nó không bị hỏng vặt đấy. Nó lành xe thì anh em đi rất là ok. Đấy, chiếc này thì khả năng ô tô đang niêm yết tại cửa hàng với mức giá là 198 triệu đồng đời 2013 các bác nhé. Đấy, đăng kiểm tháng 10 năm 2013 23. Và biển số là 77A03307. Đấy. Các bác cứ yên tâm về mẫu xe này, em sẽ làm thủ tục sang tên chính chủ cho bà con có bác anh chị được. Các bác cứ an tâm. Với cửa tiền dưới 200 triệu thôi. Anh em hãy liên hệ trực tiếp em Đăng qua số điện thoại 0326062789, sở hữu mẫu Nissan Sunny đời 2013 cơ, đời rất là cao. Và chiếc xe này đăng kiểm còn dài và tên sẽ về tên tư nhân chính chủ mình trong vòng một nốt nhạc thôi. Hãy liên hệ trực tiếp em Đăng qua số điện thoại 0326062789. Em sẽ đề lộ máy lên cho mọi người xem máy móc nó có chất thực sự không, nó ok hay không nhé. Đấy, có ABS, có túi khí các bác nhé. Lổ rất là êm, điều hòa thì mát, đóng luôn và rất là mát. Và máy gầm ngon, trần nỉ nguyên bản bọc ni lông này. Anh em nhìn thấy chưa, anh em ở trong trong kia anh em ấy bọc ni lông rất là buồn cười. Anh em ấy gắn cái nẹp này vào trông nó rất là buồn cười, nhưng mà nó căng ở giữa nhìn khá là ok. Ngoài này thì có những cái núm núm này ấn vào đây này. Đấy, nhưng mà cái này anh em bọc bằng cái sắt này. Một cái bọc mới của anh em trong đấy. Không sao cả, không quan trọng. Quan trọng là cái chất xe nó phải ok. Thì đây em sẽ cho mọi người xem cái phần chất xe luôn, chất máy móc của nó này. Nhìn máy móc nó êm, êm du này thì anh em mua về nó an tâm hơn. Những cái mẫu xe mà nó máy nó cứ cọc 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 nó kêu hay là nó đại loại như này, nó không được ngon ấy, thì anh em về rất là no. Con này thì máy rất là êm nhé. Đấy, êm lắm anh em ạ, nổ rất là êm và có cụm phanh ABS kia. Đấy, và phần keo chỉ cabo này anh em nhìn này, chỉ chỗ này là sơn, có sơn lại nhá các anh nhá, có sơn lại nó phủ lên chỉ đây. Đấy, như lỗ đằng sau rất là tròn và đẹp này. Đấy, phủ lên chỉ này, nước sơn đây. Đây, có sơn lại là nòng trong cabo rồi nhé. Bên ngoài tai đèn các thứ sơn lại hết rồi, còn lại là cái hai bên ụ là còn nguyên này. Sơn nòng trong thì còn nguyên zin, chưa hề có sơn này vì bên trong ai nhìn đâu mà, sơn bên ngoài thôi. Đấy, đây này, zin hết. Nói chung là sạch đẽ, đẹp đẽ với cửa tiền thôi. Anh em nào mà muốn quan tâm thì có thể liên hệ Khả Năng Ô Tô, với cửa tiền hơn 190 một tí em sẽ bán cho bà con có bay chị với mức giá rất hợp lý thôi. Máy nó ngon, êm, cầm bệ chắc chắn và độ bền cũng khá là cao. Dòng này là đồ đạc phụ tùng, thay thế thử chữa rất là dễ anh em nhé. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người, xin chào mọi người trong clip tiếp theo.